tiếng thực tế thôi. Cái chỗ này đi cũng nổi, xe tập chảy. Nó cũng đông khách quá trời luôn. Nói chung là trước 12 giờ bảo là chắc không có ít khách, nhưng mà sau 12 giờ là... sau 12 giờ trưa là khách liên tục. Nên là gần như cặp loa đánh nghe tiếng chép, tiếng bát rất là nhiều. Cái tiếng chép rất là nhiều.